Tại điểm thi trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông nổi bật với mái đầu bạc trắng bên chiếc xe 82 đầy cũ, gắn bó với mình hơn 30 năm. Sinh năm 1944, ông Sung có ba người con trai, cậu bé nhất là Nguyễn Xuân Toàn, là học sinh lớp 9A3, trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng, năm nay thi vào lớp 10 Hà Nội toàn cao 1m81, nặng 78kg, con mới 15 tuổi chưa được phép điều khiển xe máy tham gia giao thông, nên ông vẫn phải đưa con đi thi. Ông Sung chia sẻ, hai anh trai, người ở xa, người bận công việc, bà xã lại không biết đi xe máy, nên tôi chở con út. May mắn là 80 tuổi còn làm được việc này, thì tôi cứ làm thôi. Khi mọi người xung quanh biết rồi hỏi chuyện, ông cười đáp, mới 80 mà, vẫn trẻ chán. Người bố cao tuổi rất vui vẻ khi được lĩnh nhiệm vụ chờ con đi thi. Tôi muốn trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể ở bên cạnh con để có thể quan tâm hỗ trợ động viên con, đặc biệt là những thời điểm quan trọng như việc thi cử. Chờ con đến trường thi cách nhà 6 tới 7 km, vẫn chưa nhằm nhò gì so với các phụ huynh khác ở xa điểm thi này tới 20 tới 30 km. Người cha già càng cho thấy bản lĩnh khi chân phải bị tê liệt một phần từ nhỏ, chỉ còn cổ chân cử động được. Chân bị liệt một phần nên nếu đi bộ tôi không đi được xa, khoảng 50 mét là thấy mệt rồi. Nhưng trên xe máy tôi vẫn có thể đi đến 100 cây số. Con trai ông đăng ký 3 nguyện vọng. Nguyện vọng 1 là trường trung học phổ thông Thăng Long. Nguyện vọng 2 là trường trung học phổ thông Đoàn kết Hai Bà Trưng. Nguyện vọng 3 là trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ. Ông cho biết thêm, con cũng đăng ký thi thêm chuyên Anh của trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và Trung học Phổ thông Chu Văn An vì con năng khiếu tiếng Anh, thậm chí là luôn thuộc top đầu của trường. Ông Sung cũng dặn con khi vào thi, điều quan trọng nhất là cần chú ý làm những bài dễ trước, bài nào đọc lướt qua thấy khó thì tạm để lại, hết bài dễ thì mới quay lại xử lý những bài khó. Tôi dặn con đó là điều quan trọng nhất. Nếu gặp bài khó mà cứ chăn trở, dừng lại ở đó, con có thể bị hoảng loạn, mất thời gian, trong khi phía sau có thể có rất nhiều bài dễ. Những ngày trước thi, ông cũng khuyên con là cần tập trung học tập chăm chỉ. Tôi nói với con, nếu chăm chỉ hai tháng cuối trước thi, điểm số chỉ cần nhích lên một chút, 3 năm tới con sẽ rất nhàn nhã bởi sẽ được học ở trường trung học phổ thông Thăng Long gần nhà. Còn nếu điểm thấp hơn, con sẽ phải đi học ở trường xa hơn. Người đàn ông này hạnh phúc khi cậu con trai út rất hiểu chuyện, tự lập, nghe lời bố mẹ và không bao giờ phải nặng lời. Trước đây ông từng đỗ thủ khoa cấp phổ thông nên cũng rất mong là các con học tốt. Người cha vui vẻ kể, tôi cũng không bao giờ bắt buộc con phải đi học thêm chỗ này chỗ kia. Nhiều bậc bố mẹ bắt các con học nhiều và đặt kỳ vọng vào con quá lớn, thậm chí ép con phải làm theo ý mình. Tôi không muốn làm điều đó và cho con được làm những điều mình thích. Cũng rất may là con học tốt, là học sinh giỏi của trường. Ông cũng không đầu tư cho con trai nhiều, ngoài một cái điện thoại thông minh và một laptop, với giao kèo được đưa ra từ đầu, nếu muốn tiếp tục sử dụng thì con phải cố gắng duy trì trong top 10 của lớp, thời gian rảnh có thể chơi game để giải trí, nhưng thực tế con luôn ở trong top 5 6 của lớp. Lĩnh nhiệm vụ xe ôm, 3 ngày liền thi chính thức, gồm cả thi công lập thường và chuyên, để 7 giờ có mặt ở trường thi thì đều đặn 6 giờ sáng hai bố con sẽ xuất phát. Ông Sung tỏ rõ quyết tâm, xe của tôi tuy cũ nhưng còn có thể đi ít nhất 3-4 năm nữa. Tuy vậy vẫn phải cẩn thận, giữa đường nhỡ xe hỏng hoặc là có chuyện gì bất chắc thì còn thời gian để gọi xe ôm chở con đến trường thi. Được bố đưa đón, nam sinh Nguyễn Xuân Toàn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, thích hân hẳn là bắt xe ôm. Cả hai bố con đặt mục tiêu và hy vọng có những bài thi đạt kết quả tốt nhất có thể đỗ được vào trường công lập ưng ý. Chiều ngày 7 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi họp thông tin về kỳ thi lớp 10 năm học 2024-2025 diễn ra trong hai ngày vừa qua. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh giải đáp thắc mắc trước thông tin về việc sau khi hoàn tất bài thi môn Toán trong kỳ thi lớp 10 sáng nay ngày 7 tháng 6, phần đông thí sinh đã bày tỏ đề thi năm nay khó hơn năm trước. Đặc biệt trong đó có nhiều thí sinh đã khóc ngay sau khi kết thúc giờ làm bài môn này. Theo ông Nam, kỳ thi lớp 10 là tuyển sinh chứ không phải là tốt nghiệp để đánh giá kiến thức học sinh nên cần có sự phân hóa để tuyển học sinh vào đúng các nguyện vọng, các mô hình trường lớp. Ông Nam nói, đề thi có tính phân hóa, có dễ có khó để chọn được thí sinh năng lực giỏi, tư duy tốt vào các trường tốt đầu và sau đó lần lượt chọn thí sinh vào các trường ở tốt tiếp theo. Đặc biệt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đề thi lớp 10 vẫn đảm bảo được theo yêu cầu tuyển học sinh khó thì khó chung, không ảnh hưởng đến nguyện vọng trường đã chọn của học sinh. Trong quá trình chấm, hội đồng chấm thi sẽ thống nhất đáp án để làm sao đảm bảo công bằng cho học sinh nhất và chủ trương chung trong việc biên soạn đề thi lớp 10, ông Hồ Tấn Minh, Tránh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trước khi biên soạn đề thi lớp 10, hội đồng biên soạn sẽ xây dựng ma trận đề từ năm 2018 đến nay, hàng năm trong định hướng của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đều có sự tăng thêm về tính vận dụng kiến thức vào thực tế để áp dụng giải quyết vấn đề đặt ra. Hàng năm, lượng câu hỏi sẽ nhiều hơn. Đến thời điểm này, hoàn tất chương trình giáo dục phổ thông 2026 để bước sang chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất học sinh, chứ không chỉ là kiểm tra đánh giá nặng về kiến thức như trước đây. Sau 120 phút, gần 100.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Đây cũng là môn thi cuối cùng của các em không thi hệ truyền. Đề thi vào lớp 10 môn toán thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 gồm 8 câu với độ dài kín hai trang. Theo phần đông thí sinh, đề toán năm nay có tính phân hóa cao, có một số câu khá khó thậm chí một số em còn cho hay là vừa cầm đề lên đọc là đã choáng và không đủ thời gian làm hết các câu. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 116.296 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 77.355 học sinh, như vậy sẽ có hơn 35.000 học sinh không có cơ hội vào các trường công lập. Các em có thể chọn học tại các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc là vào trung cấp nghề. So với năm ngoái, tổng số chỉ tiêu lớp 10 của thành phố Hồ Chí Minh giảm gần 6.000, trong đó hai trường giảm mạnh nhất là Trung học phổ thông Lương Văn Can và Trung học phổ thông Bình Triều với trên 200 học sinh. Hàng loạt trường giảm tuyển mới hơn 100 học sinh như Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông Trương Vương, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, v.v. V. Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân là trường có tỷ lệ trọi vào lớp 10 cao nhất với một trọi 3,54. Tiếp theo là trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền với vị trí thứ hai, tỷ lệ trọi là một trọi 3,16. Tiếp theo là trường Hồ Thị Bi, tỷ lệ trọi là một trọi 3,06. Sáng ngày 7 tháng 6, các sĩ tử lớp 9 tại tỉnh Đắk Lắk đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn đáng chú ý đề thi môn văn của tỉnh này phần đọc hiểu sử dụng ngữ liệu là bài báo có tựa đề những anh hùng giữa đời thường của báo nhân dân điện tử nội dung được trích dẫn liên quan đến câu chuyện về bốn thanh niên là hoàng anh tuấn đồng văn tuấn phạm quốc luật nguyễn kim long đã dũng cảm không quản ngại nguy hiểm lao vào đám cháy và cứu được bốn người đang mắc kẹt với ngữ liệu này, đề thi yêu cầu thí sinh trả lời các kiến thức đọc hiểu tiếng Việt, và đặc biệt là hỏi quan điểm của thí sinh về ý kiến: "Trong hoàn cảnh ấy, ai cũng sẽ hành động giống như mình mà thôi." Ở phần nghị luận xã hội, thí sinh phải trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc sống hiện nay qua một bài văn ngắn 250 chữ. Còn phần nghị luận văn học, tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ đã được lựa chọn để thí sinh cảm nhận em đinh hoàng mai châu là học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở phan chu trinh thành phố buôn ma thuột đánh giá đề thi có dạng đề quen thuộc và vừa sức mặc dù em cũng hơi bất ngờ khi đề thi vào tác phẩm mùa xuân nho nhỏ nhưng em đã ôn và làm bài ở mức tương đối em nói nữ sinh bày tỏ thích thú với ngữ liệu đọc hiểu đây là vấn đề mang tính thời sự tạo điểm nhấn cho đề môn văn vấn đề nghị luận trong câu nghị luận xã hội cũng phù hợp với phần đọc hiểu là vấn đề mà các thí sinh ôn tập kỹ Em Nguyễn Gia Lâm là học sinh lớp 9 trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt, thành phố Buôn Ma Thuột. Cũng bày tỏ sự hứng thú với đề văn thi vào lớp 10 của tỉnh. Em làm bài ổn và hy vọng sẽ đạt được điểm số như kỳ vọng, nam sinh nói. Sáng ngày 6 tháng 6, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Hữu Lũng và Công an xã Vân Nham Lạng Sơn đã đến tận nhà đón em Lý Thị Uyên, sinh năm 2009, trú tại thôn Toàn Tâm, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tới điểm thi tại trường trung học phổ thông xã Vân Nham để kịp tham gia dự thi theo quy định. Trước đó vào ngày 5 tháng 6, em Lý Thị Uyên không đến điểm thi làm thủ tục dự thi theo lịch. Sáng ngày 6 tháng 6, sau khi nắm được thông tin từ hội đồng coi thi, đến gần giờ thi nhưng thí sinh Lý Thị Uyên vẫn vắng mặt không rõ lý do. Công an xã Vân Nham đã tiến hành xác minh nhanh, phối hợp với tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực thi tuyển đã đến nơi ở của em Uyên để đưa em đến điểm dự thi đảm bảo thời gian theo quy định. Theo tìm hiểu của gia đình, em Lý Thị Uyên có hoàn cảnh khó khăn, mẹ vắng nhà đã lâu, bố đi làm xa, bản thân Uyên thì quên lịch dự thi, lại không có điện thoại để liên lạc. Biết được hoàn cảnh trên, các cán bộ công an đã động viên tinh thần, dùng xe của lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời đưa em Uyên đến điểm thi. Quá trình di chuyển, các đồng chí công an đã động viên Trần an để thí sinh Lý Thị Uyên bình tĩnh dự thi. Từ nay đến hết ngày 7 tháng 6, khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 kết thúc, Công an Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm dự thi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công và an toàn.